lợn rừng trở thành thú cưng trong nhà và cái kết bất ngờ. Doraway 28 tuổi và Nuwan 32 tuổi đến từ Kandy, Sri Lanka tìm thấy một con lợn rừng nhỏ sau một chuyến cắm trại trong rừng. Điều khiến cặp đôi lăn tăn là phản ứng của thú cưng đang nuôi trong nhà là một chú chó Labrador 3 tuổi. Tuy nhiên, tình huống thực tế khiến Doraway và Nuwan vô cùng bất ngờ. Con lợn rừng có kích thước chỉ bằng một ổ bánh mì khi mới về nhà tỏ ra vô cùng thân thiện. Nó luôn coi mình là một chú chó nhỏ và là con của chó mẹ Labrador 3 tuổi. Nó nhanh chóng làm thân với chó mẹ và đi đâu cũng có nhau. Đến nay, con lợn rừng đã phát triển hơn nhiều, nặng khoảng 59kg, luôn đi theo chó mẹ. Họ đặt tên cho con lợn rừng là Jeju và họ tin rằng con vật bị tách khỏi mẹ khi mới vài giờ sau khi chào đời. Doraway hết mực cưng chiều chú thú cưng. Cô lên mạng tìm kiếm cách nuôi dưỡng lợn rừng và thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh để nuôi nó lớn khôn. Người phụ nữ 28 tuổi thường xuyên chia sẻ hình ảnh video về cuộc sống của cặp đôi lợn rừng và chó nhà trên Instagram cá nhân với hơn 20.000 người theo dõi. Cư dân mạng ủng hộ rất nhiều khi Doraway chia sẻ bức ảnh về gia đình động vật trên mạng xã hội. Cô cũng nhận mình là mẹ của 4 chú chó và 1 con lợn rừng.